xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em có nhận được một đơn của một anh khách quen từ 2016, đó là 2012-2016. Anh sự trên khu vực tỉnh Bắc Ninh. Anh có nhờ em setup và nâng cấp lại một số sản phẩm. Thì một số sản phẩm bên em hỗ trợ thanh lý giúp anh ý như sau, gồm có những sản phẩm như sau. Thanh lý nhá, đầu tiên kể về thanh lý và bán hộ. Đầu tiên là thùng xúc kép 15 inch, tức là xúc kép 40 ấy. Con này là thùng nó chéo này. Thùng nó chéo này. Đấy. Hai thùng nó bát nó chéo vào nhau này. Nó giống cái kiểu B28 hoặc là B15, à B30. Giống B28 của JBL mà giống cái kiểu của TV kép audio B30, nó là như thế. Đấy là đôi này đầu tiên nhá, là muốn thanh lý này. Đôi thứ hai nữa là đôi theo kiểu là phi thuyền của VP402. Em biết thương hiệu này nhưng em không dám kể tên. Đấy. Đây là cái thùng của nó này. Thùng này là theo kiểu dạng phi thuyền giống của công ty nổi tiếng tại Việt Nam. Đấy. Giống của công ty Nhạc Việt. Nhưng mà do thùng loa ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh họ đóng và gỗ thì nó lại sử dụng gỗ Vina cà phê, tức là gỗ Việt Nam. Thùng nó không phân tần đâu nhá. Thùng là sẽ có thùng tiêu âm, họng kèn. Đấy. Cặp này thì anh mong muốn là 2,9 triệu. Các bác nhá, thùng thì mong muốn 2,9 triệu. Và xúc đây, một đôi này thì giá mong muốn ra đi được là 3,5 triệu. 3,5 triệu giá mong muốn ra đi được. Đấy, thùng là bên trong có đầy đủ bông tiêu âm các cái rồi, dây rắc các bác về đấu mà xong. Này em sẽ đo kích cỡ sau nhá, nữa thì tí nữa sẽ mở sau. Tiếp theo nữa là hai cặp củ loa 18 inch, tức là hai cặp loa bass 50. Một cặp hoạt động ổn định và một cặp là đang có một số vấn đề nhỉ. Đấy, có hai chiếc thì hai đời loa. Thì em sẽ quay cho các bác xem củ loa nhá. Ở trong đây là củ của P Audio của Việt Nam, em bật đèn lên đây. Đấy. P Audio này là của Việt Nam này. PA này là của Thái này. Đấy. PA này là của Thái. Thái xịn nhá. Con này thì nó bị sát côn này. Chắc là sập từ sập 500 sát côn của một cái thì em chưa thử nhưng mà nó hơi bị sát côn nhẹ nhẹ tí, hơi bị sát côn nhẹ nhẹ. Đây là hai cặp bass 18 inch, một cặp P Audio. Đấy. Và một cặp là PA. Con này thì của Thái xịn này, con này là của Việt Nam này. Việt Nam nhưng mà đặt linh kiện Trung Quốc. Con này màng rất giống là cái màng của JB2241 xịn nhá. Tức là màng này là màng cao cấp này. Con này hàng chất lượng nhá, nó không kém gì con này đâu. Màng thực tế cái màng của con này ấy, nó còn dày hơn màng của PA một tí, dày hơn một tí đấy. Và đánh tiếng thì nó tựa tựa như nhau. Đều từ 22 côn 100. Cái P Audio này thì lại có hai đời. P Audio này là các bác đời đầu nhá. Con này là gần như đời này như đời sau vậy. Đời sau là không có có ốc ở nam châm. Đấy, đây là một chiếc nữa này. Chiếc này thì em sẽ cố gắng. Đây. Đây, con này là P Audio vẫn còn nguyên siêu này, chưa bóc cái ni lông này. Chưa thèm bóc luôn. Đấy. Ui mới cứng luôn, gần như mới cứng luôn. Đấy nhá, con ý hàng gần như là mới cứng. Con này thì là nó có 3 con ốc đằng sau. Ây da. Đây này, con này mới gọi là con đời đầu này. Con này gọi là con đời đầu, nó có 3 ốc này. 3 ốc đằng sau. Đấy. Tem mác giống y hệt của JB. Không hiểu kiểu gì luôn. Hai cặp này thì giá mong muốn là 1,8 triệu trên một cặp. Hai cặp là 3,5 triệu. Mong muốn như thế nhá. Là bên em bán hộ thôi chứ có ship xiếc gì đâu. Các bác về là sẽ tự chỉnh sửa lại, đảm bảo là nó kêu. Và có một con thì nó bị kẹt nam châm kia, à kẹt màng côn kia. Đấy. Và hai cái đó này em bán thanh lý hộ anh Sự. Còn củ kèn này này. Củ kèn này thì là 700.000. Củ này là côn 72, 700.000. Em bán thanh lý giúp nhá. Phân tần này thì không bán. Anh để lại anh chơi. Bởi vì phân tần này bán chả được bao nhiêu mà cái này sau anh lên hỏa tiễn anh sẽ sử dụng. Đấy, em khuyên anh ấy nên sử dụng lại. Củ kèn này không có họng kèn đâu nhá. Củ kèn không là 700. Cả họng kèn này thì không bán. Họng kèn này anh bảo anh giữ lại để chơi anh dùng cái gì đấy. Đấy. Thì đây là một số những cái mà anh đang mong muốn bán đi.
và cấu hình đây, cả cái họng kèn đây là họng kèn của cái con phi thuyền đấy nhá. Đây họng kèn của phi thuyền này, kèn đơn. Kèn của nó thì nó sẽ động như thế này. Đây này em mô phỏng đây nhá. Đây là mô phỏng thì nó sẽ như thế này, là phi thuyền. Đấy. Đây là mong muốn bán hộ anh sự dàn máy anh đang sử dụng. Cái con vang TD này thì là của em nhé, em nhét vào để cho nó có đồ thôi. Vang TD này em lấy lại của khách, bây giờ mong muốn bán ra là 1.800.000. TD Acoustic. Con này có mã gì đây? TD Acoustic này. Con này không biết là mô đen đời gì luôn, không thấy nó ghi đây cả. Cứ biết là vang như này, tiếng khá là ok, có echo, có gì vợt. Dàn máy của anh đang sử dụng là một chiếc cốt Venta 3 B3 EC 26 2006, một chiếc B3 đời A8 cộng A cộng nhá, đời A cộng này rất là khỏe, máy rất là tốt luôn. Còn cái đời C A cộng này thì thôi em không kể rồi, hàng này không kể nhá. Đây là những sản phẩm hiện tại anh mang đến và nhờ em setup lại. Thì là có như thế này, dây điện của anh ấy rất chất lượng luôn. Đấy. Dây nguồn là 2x4.0, chịu trời thật. Dây loa là 2x1.5 hay sao ấy. 4x1.5. Dây cáp của Cadison. Cadison này có một công ty dây cáp tại quốc lộ 5A, khu vực thành phố Hải Dương. Đấy, dọc quốc lộ đó. Thì đây là tất cả những gì muốn Thanh Lý bán hộ nhá. Một cặp vỏ xúc kép 15 inch, tức là vỏ xúc kép 40. Một cặp phi thuyền 2 bát 40. Đấy. Một hai cặp bát. Hai cặp bát 18 inch thì là một cặp của P Audio, một chiếc đời đầu, một chiếc đời sau. Còn một cặp thì là PA Audio chính hãng của Thái Lan. Một cặp tép 72, côn 72, côn tròn. Hàng này là của em không kể nữa, hàng Việt Nam thì vậy. Đấy là những cái gì anh đang mong muốn bán đi. Còn một số các bác nhìn thấy những cái gì xung quanh ấy, có đánh dấu vào ấy thì chưa chắc em bán đâu. Ở đây là bán hộ mà. Đấy. Đây nha, thùng này nhá. Ok, thì bây giờ em sẽ mở lưới của cái chiếc súp này ra để các bác cùng xem nhá, xem là giao diện của nó như nào. Nếu các bác nào có quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Đầu tiên mang đến ý là anh bảo là nắp cái bát đi vào trong cái thùng này, nhưng mà sau anh hôm nay mang đến thì lại thấy cái thùng này đánh tiếng hay hơn, thế này tháo bát đó ra nắp vào bốn cái quả súp đơn scope 15 này. Thấy con scope 15 này đánh khá là ok, khá là hay, nên thôi duyệt anh bảo là chú Thanh Lý bán hộ anh với cái này. Đấy. Thì tiện đây em làm video đăng lên, các bác nào có quan tâm thì alo cho em sẽ liên lạc lại với anh sự rồi này, chúng ta sẽ đi đến cái phần chốt hạ là bao tiền, đúng không ạ? Ok, bây giờ em sẽ tháo lưới ra, mời các bác cùng xem nhé. Đây là cái mặt trước của cái con súp theo kiểu là B15 và là B15. Con này B15 giống kiểu của TPKF. Con này các bác nhìn thấy nhá. Thùng loa là em không biết ở bên nào họ sản xuất, nhưng mà cứ thấy cứ dán cái tem này vào đây làm cái gì không biết. Các sếp thừa hơi quá. Đấy. Nhưng mà nói chung là thôi, đồ của khách như nào thì mình quảng cáo và bán hộ như thế nhá. Bây giờ em sẽ lấy thước em đo tổng quan những cái gì cần bán hộ này. Đây em sẽ tìm cái thước và đo cho các bác xem cái số đo của từng cái hệ loa. Để các bác mà còn có nhu cầu muốn hỏi là cao dài rộng như này em kể luôn. Đầu tiên là con phi thuyền thì chiều mặt ngang này là 45 cm này. Chiều sâu tối đa là được 49 cm này, sợi toàn 49. Này. Chiều cao bản thân thùng nhá. Chưa tính chân cao su là vào 82 cm. Chân cao su 1 cm là 83 cm. Đấy. Đấy là con phi thuyền. Được chưa? Đầu tiên là phi thuyền nhá. Tiếp theo nữa là cái con súp này, chiều cao của súp. Đây em sẽ đo cái chiều cao trước rồi các chiều ngang sâu đo sau. Chiều cao là bản thân thùng là 50.5 cm. Nhá. Đấy. Chiều ngang của thùng này nhá. Là vào 99, gọi chỉ 9. Cả chân là 100 luôn. Cả chân cao su là 100 luôn. Đấy. Chiều sâu nhá. Chiều sâu của con súp này là vào 70 cm. Con này mà sâu được 80 thì đẹp. Được cái tiếng nó mềm hơn. Con này đánh tiếng rất là cục. Đánh tiếng nắp trên cái củ loa
2226 và 2227 thì đánh tiếng khá là cục nhá, khá là cục tính và đánh rất là nực. Nhưng mà lắp sang cái củ bát đó, lắp sang cái dòng thùng 15 scope này thì đánh được cái tiếng rất là êm. Mặc dù nó không được êm lắm nhưng mà khá là ok, nó không bị cục tiếng như con loại này. Con này phù hợp với các bác nào làm mid nom thì cực kỳ hay luôn. Mid nom mà kết hợp của mấy những hệ thống ràn Naray thì tuyệt vời luôn. Đấy, ok. Thì đây là những cái gì mà cần thanh lý thì em báo rồi nhá. Đây, đây là cái hậu của con VP402. Còn con này thì không có tên. Đặt tên thế nào thì nó như thế. Con này gọi là nôm na là xúc kép 40, còn là xúc kép 15 inch. Đấy. Thì đây là củ bát đây nhá, họng kèn này. Họng kèn không có củ loa đâu nhá. Các bác được dựng bảo là cả thùng cả phân tần cả củ loa không có đâu. Giá đó này chỉ có họng kèn, thùng, lưới nhá, lưới đây. Đấy, để bán giúp anh còn lấy tiền anh quay sang việc khác. Đấy. Nói chung là nôm na là cảm ơn anh rất nhiều đã tạo điều kiện cho cửa hàng được thêm một video clip thanh lý. Ok không ạ? Đấy nhá, những cái gì là thanh lý thì em kể rồi nhá. Các bác có thể tua lại từ đầu để xem kỹ hơn về cái sản phẩm bên em đang có nhận thanh lý bán hộ của anh Sức. Đấy, mọi thắc mắc cũng như ý kiến đóng góp, các bác liên hệ trực tiếp vào số điện thoại ở dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau các bác nhá.